Cả nhà hello. Chiều nay thứ bảy mình làm xương xương nha. Cái này là nem nướng. Nem ở chợ bán đó là mình đem về người ta pha sẵn hết rồi. Giờ là mình nướng lên. Sau khi mình nướng là nó sẽ như vậy, mình sắc nó ra nha, nhỏ nhỏ thôi. Cái này thật sự thì đánh nhanh rút gọn chứ không có tính toán trước. Bữa nay sau khi mình quấn cái này, mắm nêm sẽ pha sẵn luôn. Thì chia sẻ cái món nem nướng chấm mắm nêm. Còn cái này là đu đủ của mình nha. Đu đủ nhà trồng là hình như là chưa hái mà nó rụng đó. Trời mưa rụng mình vô 3-4 trái. Cái này mới có 1-2 trái. Chắc cái này là 3 trái đó. 3 trái được một cái thao gỏi này. Rất là ngon. Cái này đu đủ trồng mình ăn nó khác với đu đủ mình mua, rất là ngon. Còn giá này bỏ ra nào không biết mà giờ ngóc lên luôn. Thì cái này cũng ăn chơi thôi. Có cái này, bên đây thì nem nướng, còn này nem bình thường. Nem thì nó có hai loại. Rất là ngon. Quên thêm cái gỏi này nữa nha. Cái chua ngọt này nó ngon lắm. Bữa nay nó thấm mà, đậm đà luôn. Ok. Tổng chào.